chúng tôi đang hành động vì trái đất. Bắt đầu với việc giảm thiểu nhựa. Chúng tôi giảm sử dụng nhựa mới và tăng cường sử dụng nhựa tái chế. Chúng tôi tiến hành sử dụng bao bì có thể tái sử dụng hoặc tái chế. Cùng nhau, chúng tôi hướng đến mục tiêu làm đẹp bền vững. Chúng tôi đang trồng cây trên khắp thế giới để cải tạo rừng cho trái đất, với mục tiêu 500.000 cây cho đến năm 2030. Là một thương hiệu làm đẹp thân thiện với môi trường, chúng tôi cam kết sẽ giảm thiểu tác động đến trái đất. Chúng tôi là Innisfree. Skin Loving, Earth Caring Innisfree.